Trước đây, để sản xuất những mẻ cao dược liệu lá đung, cao dược liệu lá vàng, thìa canh, các công nhân tại xưởng chế biến công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu thiên nhiên Ngọc Bích, thành phố Đông Hà phải sử dụng phương pháp thủ công nên sản phẩm làm ra còn nhiều hạn chế. Từ năm 2018, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh, công ty đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nấu, cô đặc và sấy khô các sản phẩm bằng điện để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Việc hỗ trợ của các cơ quan ban ngành là giúp cho công ty chúng tôi là nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như thiết bị máy móc, các trang thiết bị máy móc này, nâng cao chất lượng sản phẩm, các hộp đơn các chúng tôi là đưa vào là cải tiến một ngày mỗi khác để cho chất lượng về sản phẩm chúng tôi đến với thị trường là được thị trường ưa chuộng và yêu thích. Trong giai đoạn 2018-2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh đã thực hiện 58 đề án hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến các loại nông sản trên địa bàn toàn tỉnh. Với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng, trung tâm đã hỗ trợ máy móc tùy theo nhu cầu thực tế, hệ thống tem nhãn, thiết kế bao bì, sản phẩm và bộ nhận diện thương hiệu cho từng loại mặt hàng nông sản cụ thể. Từ sự hỗ trợ này, các sản phẩm nông sản Quảng Trị đã được tiếp sức trong khâu chế biến, đóng gói sản phẩm và nâng cao chất lượng. Những hộ sản xuất bên trong hợp tác xã sản xuất bánh đa của chúng tôi, sau khi tiếp nhận những cái công cụ được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành ở cấp trên thì sản phẩm nó thay đổi hoàn toàn. Sức lao động của người sản xuất bỏ ra là cũng là ít hơn, công việc nó nhẹ nhàng hơn. Với cái sự nỗ lực của bà con nông dân, rồi các cái doanh nghiệp chế biến và cái sự đồng hành của các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng đã nâng cao được cái giá trị sản phẩm và đã phát triển toàn diện cả về chất lượng, số lượng và cái mẫu mã sản phẩm so với cái giai đoạn trước. Nhiều cái nông sản chế biến mang thương hiệu Quảng Trị cũng đã có mặt tại nhiều cái siêu thị, các cái trung tâm thương mại, các chuỗi bán lẻ lớn trên cả nước. Không chỉ tiêu thụ trong nội địa mà một số cái nông sản chế biến của tỉnh còn được xuất khẩu sang thị trường của các nước trong khu vực và thế giới. Nhiều cái sản phẩm chất lượng cũng đã được đánh giá, chứng nhận đạt yêu cầu theo các cái chương trình OCOP, các cấp và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Điều này cũng cho thấy cái uy tín, chất lượng, cái khả năng cạnh tranh và cơ hội vươn xa của các cái sản phẩm nông sản sau chế biến của tỉnh Quảng Trị. Giá trị mang lại của các loại nông sản qua chế biến cao gấp nhiều lần so với việc bán các sản phẩm nông sản thô. Vì thế, việc cùng đồng hành với người nông dân, doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông sản của các cơ quan ban ngành chính là việc nhà nước đang phát huy vai trò của mình trong chuỗi giá trị sản phẩm. Từ đó, nông sản Quảng Trị sẽ được phát huy hết giá trị của mình, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế của địa phương.